Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đồng ý mở lại hai đường bay thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tuy nhiên, hành khách bay về từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày. Theo đó, Hà Nội đồng ý tổ chức khai thác hai đường bay giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày, chở khách hai chiều, ngồi giãn cách 50% công suất. Hà Nội cũng đề nghị tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến thủ đô. Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội và các địa phương có liên quan, thành phố sẽ xem xét tiếp tục báo cáo Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải để điều chỉnh cho phù hợp. Đáng chú ý, với hành khách bay từ Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh về Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phải có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, liều cuối cùng trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc có giấy xác nhận khỏi COVID-19 không quá 6 tháng. Trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng, đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ 5K, khai báo y tế tại điểm xuất phát và điểm đến. Đặc biệt, hành khách phải cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố và cơ sở lưu trú, như khách sạn do Hà Nội công bố. Hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định. Sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thành phố sẽ công bố các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú, khách sạn phục vụ cách ly và chi phí liên quan để người dân tự chọn. Trường hợp công tác, công vụ, lực lượng tham gia phòng chống dịch về Hà Nội thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Nội Bài và lưu trú tại Hà Nội cũng đáp ứng các tiêu chí trên, nhưng thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 6 trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo. Với hành khách đi từ sân bay Nội Bài, cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải. Với sân bay Nội Bài, Hà Nội yêu cầu tổ chức phân luồng hành khách đến và lưu trú tại Hà Nội. Hành khách chỉ đến Nội Bài và đi về các tỉnh thành khác. Hành khách đến thực hiện công vụ để phục vụ công tác phòng chống dịch và đón công dân. Bên cạnh đó, các hãng hàng không phải quy trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị bán vé, chỉ bán cho khách có đủ điều kiện được bay theo quy định, chỉ cho phép khách đủ điều kiện bay lên máy bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến, không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm chở khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi. Hành khách tham gia chuyến bay phải cam kết về trách nhiệm phòng chống dịch COVID-19 và các chi phí xét nghiệm, cách ly nếu có theo quy định của địa phương khi mua vé máy bay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chưa xem xét việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu, thống nhất, phối hợp đảm bảo an toàn với các chuyến bay về sân bay quốc tế Nội Bài. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.